Ảnh mặc váy cưới của Triệu Lệ Dĩnh 10 năm trước bất ngờ bị đào lại, spotlight dồn về chú rể vì qua sống Phùng Thiểu Phong. Lần đầu mặc váy cưới, Triệu Lệ Dĩnh không giấu được vẻ ngượng ngùng và e ấp. Có thể nói, cuộc hôn nhân kéo dài chưa đầy 3 năm của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiểu Phong khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối. Điều đáng nói, cặp đôi vẫn chưa có cơ hội tổ chức một hôn lễ hoành tráng. Cnet không thể được ngắm nhìn mỹ nhân họ Triệu trong trang phục váy cưới đẹp tinh khôi và sáng sỡ. Dù không có duyên lên xe hoa với Phùng Thiểu Phong, nhưng nàng Sam Sam từng có cơ hội mặc váy cưới. Trang QQ ngày 1 tháng 11 đã có một bài viết chia sẻ tấm hình cách đây 10 năm khi Triệu Lệ Dĩnh tham gia đóng một cảnh làm đám cưới. Năm đó, người đẹp mới chỉ 24 tuổi, còn ngại ngùng và e ấp khi lần đầu làm cô dâu màn ảnh. Vậy nhưng, trong một bức ảnh khác, mọi spotlight lại đổ dồn về nam diễn viên đứng kế bên nữ thần họ Triệu. Rất nhiều người nhận xét chàng trai này có ngoại hình giống với Phùng Thiểu Phong lên đến 80-90%. Có thể nói, đây chẳng khác nào duyên số đối với mỹ nhân họ Triệu. 10 năm đã trôi qua, giờ đây nàng Sam Sam không còn là một diễn viên kém tên tuổi nữa mà đã trở thành mỹ nhân hạng A của làng giải trí xứ Trung. Tình trường gập ghềnh của cô nàng trở thành chủ đề tốn nhiều giấy mực của báo giới. Mặc dù vậy, không thể phủ nhận, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh ngày càng phát triển và thăng tiến vượt bậc.